Chelsea Olympic Marseille tại giải quốc nội. Nếu như Chelsea là đội thất bại thì Olympic Marseille lại là đội giành chiến thắng. Chelsea cần một trận thắng tại Champions League trên đất Pháp để xoa dịu những cổ động viên trung thành. Hãy đưa ra nhận định của mình về kết quả trận đấu bằng cách nhắn tin theo mẫu rồi gửi tới số 8372 để sở hữu những phần thưởng hấp dẫn. Giải nhất, một dàn máy nước nóng năng lượng mặt trời Sunflower. Giải nhì, một bồn nước inox Tân Á. Giải ba, một bình nước nóng Rossi. Tân Á đại thành, bồn vinh cuộc sống vinh.